Vâng. Thì chương trình của chúng ta còn một vài phút nữa, thì bác sĩ có những cái lời nhắn nhủ gì đến quý vị khán giả của chúng ta? Dạ. Mình cảm ơn bác sĩ cho mình cơ hội tới đây để mà nói chuyện với người đồng hương Việt Nam mình. Tuy rằng mình ở nước Mỹ, một nước rất là văn minh, có đủ phương pháp chế ra hết mọi sự, nhưng mà thật ra cái chuyện này mình cần tình người với tình người, mình cần sự giúp đỡ của người đồng hương. Mình rất là xin cái sự tình thương tốt của người Á Đông Việt Nam mình để mà khuyến khích hết mọi người mà có thể nên ghi danh vào cái chương trình này để mà giúp, không phải giúp mình không, nhưng mà giúp nhiều người khác đang chờ đợi. Trong cái cuối tháng, trong tháng 6 này và tháng 7 này, những cái vận động mà ghi danh người Việt Nam Á Đông trong vùng Houston này, mình em mình đang organize, cần nhiều người volunteer nói tiếng Việt Nam để giúp điền đơn và giúp trả lời những câu hỏi cho những người muốn ghi danh vô cái chương trình hiến tụy này. Nếu mà anh chị có thời giờ, xin liên lạc với teamanh.org để mà ghi danh vô cái volunteer list để mà mình có thể liên lạc với anh chị để mà cắt cái việc làm để mà giúp cho những cái vận động này cho nó có nhiều người ghi danh. Vâng. Thưa quý vị, thì là chúng tôi xin nhắc lại là nếu quý vị nào mà có muốn bỏ thì giờ chúng ta ra để mà giúp trong cái vấn đề vận động, trong cái vấn đề hiến tủy đó, thì là quý vị có thể email vào cái email gọi là teamanh, là teamanh@gmail.com để mà ghi danh, để mà giúp trong cái vấn đề vận động trong những cái ngày sắp tới. Thì quý vị cũng biết rằng là chúng ta có một cái câu mà chúng ta thường hay nói là cứu sống 10,000 người thì là hơn xây 7 tháp phù đồ. Thì thưa quý vị, không có mấy ai mà có được cái cơ hội để mà giúp cho một cái người khác, một cái người nhân loại khác để mà sống trong cái cuộc sống này. Thì cái vấn đề là một cái người cùng một cái sắc tộc với mình mà kiếm ra một người như vậy đó, thì cái cơ hội, cái tủy nó phù hợp với cơ thể mình nó cao hơn. Là chúng tôi rất là tha thiết kêu gọi quý vị tham gia những cái cuộc vận động trong những ngày sắp tới để mà xem thì chúng ta có thể giúp cho bác sĩ Anh và gia đình của bác sĩ Anh. Thì thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào bác sĩ. Since 1990, Asians for Miracle Marrow Matches has had a single mission: to match every patient in need of a bone marrow or stem cell transplant with the donor who can save their life. However, this is no simple task. Each year, more than 10,000 Americans get life-threatening diseases that can only be cured with a bone marrow transplant from an unrelated donor. Yet only 30% of patients will find a matching donor within their family. The remaining 70% must search for an unrelated donor. There are many factors that contribute to a positive match, making this an exceptionally difficult process, especially if the patient happens to be of Asian descent. We need to add more minorities to the registry so that all patients will have a better chance of finding a match. A patient will most likely find his match within the same ethnic group. Terrence is a college student and leukemia survivor. He knows firsthand about the fear and helplessness that one can feel when searching and waiting for a positive match. When I found a donor, I was very excited, knowing that many people go for a long time without ever finding a donor. My donor is a very generous person overall. We become very close friends after a while, and I think of him as a family member now. By signing up to become a bone marrow donor, you're given the rare opportunity, the chance to save a life. And the process is easy. First, you must join the National Registry by filling out a consent form and providing a swab of cheek cells for tissue typing. After some simple lab work, your information is entered into the National Bone Marrow Registry. If you are a potential match, further testing will determine whether or not you're the compatible match.
If you are a perfect match, then you can start your journey, a journey that can save a life. When I found out that I was a donor match, I was very excited and also nervous at the same time. My friends and family were very positive and supportive. They thought it's a good cause to save another life. There are two ways to donate, marrow and peripheral blood stem cell, also known as PBSC. A marrow donation is a surgical procedure in which a small amount of marrow is drawn from the donor's hip bone. An anesthesia is used during this simple process, and donors usually go home the same day. You may be sore for a few days to a few weeks, but normal activity may be resumed, and your marrow will replenish itself within a few weeks. A PBSC donation is a non-surgical procedure done in an outpatient clinic. During a PBSC donation, you'll receive injections of filgrastim for 5 days to increase the blood-forming cells in your bloodstream. Blood is then drawn from your arm and passed through a machine that separates the blood cells. The remaining blood is then returned through your other arm. When I got the call, and it was an obvious decision to donate. Committed donors have the power to save a life. You have the power to save a life. Register now to be a bone marrow donor. Find a donor drive near you by visiting our website at www.asianmarrow.org or by calling 888-236-4673.